Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Bùi Văn Ngư và hộ bà Bùi Thị Kim Liên tại thôn 3, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là những hộ dân cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng thuộc phạm vi của dự án đường Võ Nguyên Giáp. Tại buổi cưỡng chế, sau khi đọc các quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất kết hợp với tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ ông Ngư và bà Liên đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Được biết, dự án có 699 hộ dân và 15 tổ chức bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi gần 47 ha. Hiện tại một số hạng mục chính của gói thầu đã thực hiện xong, còn một số hạng mục như sơn giải phân cách, ốp mái ta luy đang tiếp tục thi công, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.